15, 20 năm không hề phải tay đất trong chậu. Hà Trung xin kính chào tất cả các bạn đang có mặt trên trang Facebook hoặc trang YouTube. Hôm nay mình chính thức đăng đàn để trả lời cho các bạn về cách chăm sóc và chống nắng cho hoa hồng khi thời tiết nắng nóng. Và đặc biệt mình sẽ trả lời cho các bạn về câu hỏi 15, 20 năm không hề thay đổi cho một chậu hoa hồng và chỉ chăm bằng nước lạnh. Có đúng? Đúng đó các bạn. Các bạn nom này. Trước mặt các bạn là một chậu hoa hồng mình trồng trên tầng 2. Đây là sự ban công của mình. Các bạn. Bên dưới này là đường giao thông. Các bạn có kinh nghiệm không? Các bạn nom thấy chưa? Để cho mùa hè được một cây hồng xanh mướt như thế này, có hoa như thế này là một thách thức không hề nhỏ với rất nhiều bạn. Cho nên hôm nay mình lên đây chia sẻ với các bạn về cách thức và kỹ thuật chăm sóc. Như các bạn đang nom thấy trên màn hình, các bạn nhìn thấy xanh mướt không ạ? Xanh mướt phải không ạ? Đây. Các bạn đã biết hoa hồng là một loại hoa xuất phát từ vùng ôn đới. Cho nên nó không chịu cái nóng của mùa hè đâu. Cho nên nếu như các bạn muốn hoa hồng, chậu hoa hồng của mình sống sót và phát triển xanh mướt trên đời mày, các bạn phải chăm sóc thật kỹ lưỡng khi thời tiết nắng nóng. Khi thời tiết nắng nóng các bạn ạ. Đặc biệt những hôm trời nắng nóng, các bạn tuyệt đối không được cho hoa hồng ăn bất kỳ một thứ gì. Và phải tưới nước đều đặn vào sáng sớm và chiều tối muộn. Đặc biệt các bạn phải làm mưa cho chúng, làm mưa nhân tạo ngay lúc có thể. Ví dụ như hình các bạn đang xem trên màn hình, mình dùng nước sạch để tạo mưa nhân tạo cho cây hồng. Khoảng độ 5 giờ chiều những ngày nóng nhất hoặc 5 rưỡi khi nhiệt độ đã bắt đầu hạ thấp, các bạn hãy tưới ngay, phun ngay ướt cây hồng cho mình. Ướt cây hồng và ướt thành chậu. Mục đích để cho khi đó thời tiết vẫn còn rất nóng nhưng chúng ta sẽ hạ nhiệt cây hồng xuống bằng một lượt phun mưa như các bạn đang nom thấy trên màn hình. Lần thứ hai, sau khi bạn tưới gốc tầm cỡ tối muộn là bạn phải tưới gốc. Trước khi đi ngủ, bạn sẽ làm mưa một lần nữa. Và cây hồng của bạn, chậu hoa hồng của bạn sẽ được hai lần mưa nhân tạo. Nếu các bạn có một chậu thì nó quá đơn giản. Và các bạn có thể lấy bình xịt bóp tay đấy. Các bạn sẽ phun làm mưa. Vâng. Nếu các bạn làm được 3 lần. Một lần vào tầm cỡ 4-5 giờ chiều, một lần trước khi bạn đi ngủ và một lần sáng dậy lúc 6 rưỡi
thì quá tốt. Chỗ áo ấm của bạn sẽ được tắm mát trong suốt hơn 10 tiếng đồng hồ và tăng sức chịu đựng cho ngày hôm sau nắng nóng. Chậu hoa hồng của các bạn sẽ không bao giờ bị xém lá và xanh mướt như các bạn đang nom thấy trên màn hình những chậu mình trồng trên tầng 2 khô hạn. Nghe thì có cảm giác như là viễn tưởng, nhưng những hình ảnh mà mình quay, các bạn đang xem trên màn hình thời gian Tết vừa qua, thì các bạn sẽ thấy được những lời mình chia sẻ với các bạn sắp tới là đúng sự thật. Còn việc tin hay không tin là quyền của các bạn. Thưa các bạn, để có một chậu hoa hồng dễ chăm sóc, thậm chí chỉ tưới bằng nước lã, không phải tay đất, không hề phải bón phân, bới gốc trong suốt 15-20 năm mà mình đã thí nghiệm trên những chậu hoa hồng do chính tay mình trồng, được kê đặt trong tư gia nhà mình mà các bạn đang nhìn thấy. Để có được một chậu hoa hồng dễ chăm sóc đến như vậy, ngay từ khâu tạo đất ban đầu, các bạn đã phải tạo cho chậu hoa hồng nhà bạn một thành phần dinh dưỡng với đầy đủ mọi thành phần sinh hóa lý để tạo một bộ rễ tốt nhất từ khi chúng bắt đầu được trồng vào chậu. Khi bạn đã tạo được một bộ rễ cho chậu hoa hồng nhà bạn tốt nhất, thì các bạn không nên động tới bộ rễ đó, vì hoa hồng có một bộ rễ rất yếu, nó không chịu được khô hạn và nắng nóng, và nó cũng không chịu được ngập nước. Bởi vì nó chỉ toàn là rễ tơ rất mỏng manh ngoài cái rễ cọc ở giữa, hoàn toàn là rễ tơ. Tiếp theo, sự chăm sóc của các bạn là vô cùng đơn giản khi bộ rễ cây hoa nhà bạn đã đặt đúng chỗ. 10 ngày hoặc 15 ngày bạn sẽ cho chúng ăn phân vô cơ một lần, ví dụ như phân lân đầu trâu, bạn sẽ rắc đều xung quanh thành chậu cách xa gốc. Sau đó bạn tưới nước lã hàng ngày như bình thường. Số lượng phân đó sẽ phân rã dần dần, thẩm thấu sau mỗi lần tưới nước, và bộ rễ cây của bạn sẽ hút lên để nuôi cây. Vì là trong chậu cho nên sự hấp thụ dinh dưỡng rất hạn chế vì không gian nhỏ bé. Vì vậy bạn cũng cho ăn thêm bằng đường phân bón lá. Một tuần bạn sẽ cho chúng ăn một lần bằng cách hòa với nước lã
theo đúng tỷ lệ ghi trên bao bì của gói phân bón lá các bạn đang nom thấy trên màn hình. Đây là mình sử dụng, còn trên thị trường có rất nhiều loại, tùy sở thích của các bạn, còn công dụng đều như nhau. Cây hoa hồng trong chậu của bạn vẫn phát triển tốt, không hề phải bới gốc, bón phân hôi thối, ảnh hưởng đến tư gia nhà mình hoặc hàng xóm trong suốt vòng đời của chậu hoa. Đó có phải là mình chỉ chăm bằng nước lã không các bạn? Chắc các bạn đã thỏa mãn được câu hỏi có đúng không khi hoa hồng 15 đến 20 năm chỉ được chăm bằng nước lã. Thưa toàn thể các bạn, những người yêu thích hoa hồng, để phục vụ các bạn được tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, ngày hôm qua 30 tháng 5 2019, Hà Trung có mở một kênh YouTube chuyên về hoa hồng với từ khóa Trung Hoa Hồng và đường link dẫn ở cuối bài viết. Rất mong các bạn vào trang YouTube của mình đăng ký và ủng hộ mình. Mỗi một ngày mình sẽ cố gắng đăng tải một bài viết trên trang YouTube chuyên nói về hoa hồng. Rất mong các bạn ủng hộ Hà Trung. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này.